Mến chào các bạn đang quay trở lại với câu chuyện không hòa hợp của tác giả Vũ Chết. Chuyện đang được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube của Đam Mỹ Từng Chuyện, tập 50. Quen Trình Bác Diễn lâu như thế mà đây là lần đầu tiên hàng Tây thấy Trình Bác Diễn đang ngủ. Dù có mấy ngày mình sống ở đây cũng chưa từng thấy Trình Bác Diễn ngủ vào giờ này. Bây giờ là thời gian anh xoay bút đọc sách ghi chép cơ. Trình Bác Diễn luôn chú ý tới hình tượng, lúc đi làm, lúc tàn việc, lúc cùng cậu vào quán nét, ăn đường ở đồ ăn ven đường. Nhìn thì lúc nào cũng đẹp trai, tới bây giờ là ngủ trên sofa ngủ cũng đẹp trai như thế. Vừa nhìn là biết anh không giống với xuất phát phẩm từ chiều ra siêu. Hàng Tây nhìn khuôn mặt của anh bị cánh tay che đi một nửa, chỉ có thể thấy sống mũi cao thẳng và đôi môi mím chặt, còn có cái cằm cào râu sạch sẽ. Chính là người đàn ông này mỗi lần đều ở một góc kín cậu không kìm thấy, thầm lặng làm những chuyện cậu không nghĩ tới. Lần này hàng Tây không nghĩ tới chuyện có tài có đức gì nữa, đều là những thứ cậu muốn nghĩ cũng vinh viễn không hiểu. Cậu vẫn luôn nhìn mặt Trình Bác Diễn, nghĩ xem hề nó anh bị mù phải không. Một lần hàng Tây sẽ hỏi vì sao, hai lần cậu sẽ mơ màng, ba lần cậu sẽ bối rối. Bốn lần, năm lần, lần này rồi tới lần khác, cậu không thể nào còn không hiểu được. Mặc dù vẫn nghĩ không thông như cố, vẫn có chỗ không xác định được như cố, vẫn không có sức nghĩ kỹ hơn như cố, nhưng bây giờ cậu không muốn suy nghĩ mấy cái này. Chỉ muốn nhìn khuôn mặt an tĩnh của Trình Bác Diễn, cảm thấy ấm áp, cảm động, còn có cái gì đó đốt cháy cậu rực rỡ. Không biết vì khom lưng ngủ quá lâu hay vì cháy trên đầu rồi. Mặt cậu cũng hơi nóng lên, nhưng cũng vẫn chưa muốn động mà. Cho tới khi người thấy mùi khét trong phòng bếp, cậu mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đủ sô-cô-la. Lần thử nghiệm đầu tiên của đại sư phụ làm món bánh tráng miệng tương lai. Đói rồi. Cậu lẩm bẩm một tràng cúi người nhón chân lùi vào phòng bếp. Nghe thấy tiếng hàng Tây luống cuống lấy cái chảo đang làm tàn sô-cô-la xuống, lại nghe thấy tiếng bộp lên trên thớt. Trình Bác Diễn thở dài thườn thượt, bỏ tay lên trên mắt xuống rồi lại sùi mắt. Nghe được hàng Tây lại chạy ra ngoài, anh nhanh chóng đặt cánh tay lên mắt bảo chỉ tư thế trước đó. Bác sĩ Trình. Hàng Tây vịn cửa phòng bếp nói như đang thì thầm Trình Bác Diễn. Này, làm sao bây giờ? Hình như cháy rồi. Trình Bác Diễn cũng không nhúc nhích, cậu dùng một chút lại xoay người trở về phòng bếp. Máy hút mùi trong phòng bếp được mở lên, vang lên ong ong, mùi khét dần dần phai nhạt đi. Thế nào rồi? Anh hỏi một câu. Đừng tới đây. Hàng Tây đang tập trung tinh thần, khom người nhìn vào thớt cũng giật bắn xoay người lại. Đừng tới đây, được rồi em sẽ gọi anh. Tôi không tới, tôi chỉ đứng đây nhìn một lát thôi. Anh tỉnh rồi hả? Hàng Tây lại quay đầu khom lưng xuống. Đây là lần đầu tiên em thấy anh ngủ vào giờ này đó. Hôm qua có cả phẫu thuật lớn với trưởng khoa cũng hơi mệt. Trình Bao Xuyến cười nói, em lén nhìn tôi ngủ đó hả? Không có. Hàng Tây lập tức nâng cả âm lượng. Em có bệnh đâu, anh ngủ thì có gì đẹp mà nhìn. Lúc nào thì ăn được? Lát nữa anh vừa mới ăn một hộp mà còn đói hả? Hàng Tây quay đầu nhìn anh. Dạ dày của tôi tương đối tùy ý thôi. Trình Bác Diễn xoay người về phòng khách, ngồi trong phòng khách hát một câu. Muốn ăn thì ăn, ăn uống phách lối. Hàng Tây tìm cái đĩa lớn xếp ba cái khuôn hình trái tim Trình Bác Diễn yêu cầu lên, nghĩ ngợi lấy từ cái hộp đựng khuôn ra, lấy cái khuôn mèo nhỏ, chó con, chuột bé đặt lên trên. Rốt cuộc phải thêm bao nhiêu sữa thì cuối cùng cậu vẫn không rõ, đoán là thêm nửa hộp sữa cũng không biết có nếm ra được vị sữa bò hay không. Dù sao trước đó cậu có liếm một ít cũng không liếm thế gì cả. Bỏ sô-cô-la xệt đổ vào khuôn, đổ xong thì mới nhớ tới óc chó nghiền gì đó, còn chưa bỏ vào thế là rắc hết mấy cái máy nghiền lên trên. Nếu không ăn một miếng thì nhìn thấy cái này rất giống đại công cần cáo thành rồi. Hàng Tây bỏ đĩa vào tủ lạnh, đứng trước tủ lạnh thở phào một hơi dài. Lúc Hàng Tây ra khỏi phòng bếp, Trình Bác Diễn đang ngồi trong phòng khách pha trà. Hương trà lan tỏa khắp phòng. Làm xong rồi hả? Thấy cậu đi trà, Trình Bác Diễn hỏi một câu.
Đợi đồng cứng lại là có thể ăn rồi. Hàng Tây đến bên bàn, Trình Bác Diễn dùng ly thủy tinh ngâm trà. Cậu cầm lên xem lại ngửi thấy. Trà đấy ngon à? Ngửi thôi cũng biết đó hả? Trình Bác Diễn nhìn cậu. Nhìn thôi thì cũng biết rồi. Hàng Tây uống một hớp nhỏ, nâng ly lên ngón tay gõ vào thành. Kỳ Hồng Mao phòng anh cũng chưa chán trà, không đủ thơm. Em, Trình Bác Diễn chừng sốt, còn có thể uống ra được trà gì sao? Đán mỏ thôi, chú Vịnh thích uống hồng trà, giả vờ làm người có văn hóa ấy mà. Kỳ Hồng Tam kiếm khách của chú ấy thích uống nhất là Mao Phong. Thích trà không? Trình Bác Diễn thật không ngờ cậu nói được đôi ba câu về trà. Chưa tới mức thích hay không? Hàng Tây quay sang nhìn anh rồi hỏi, sao thế? Hôm nào tôi định đi mua lá trà, sẵn tiện đi xem biểu diễn trà đào ấy. Trình Bác Diễn không nói thẳng suy nghĩ của mình, định xem Hàng Tây có hứng thú hay không trước đã. Nếu em muốn đi thì hai ta cùng đi nhé. Hàng Tây suy nghĩ. Được thôi, nhưng anh đừng có trông mong em chọn giúp và anh, em không có hiểu đâu. Thế sô-cô-la ăn được chưa? Hàng Tây chạy vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, lấy ngón tay cho vào sô-cô-la trong mấy đĩa. Đã cứng lại rồi, còn nhớ tới mình có thể chưa rửa tay. Kể đi, dù sao Trình Bác Diễn cũng chưa nhìn thấy. Cậu đập sô-cô-la trong khuôn ra, xếp từng cái ngay ngắn trên đĩa, đặt ba cái hình trái tim ở dưới nhất. Lúc lấy ra, Trình Bác Diễn không thèm nhìn kỹ, trực tiếp lấy cái hình trái tim nhỏ nhất ở dưới cắn một miếng. Thế nào, có thể nếm ra được vị gì không? Rất ngon đó. Trình Bác Diễn bật ngón cái lên lại cắn một miếng. Đừng có vừa hỏi vừa nói ngon, sao anh phiền thế, không có nhân tình thành tí nào. Rốt cuộc có ngon hay không, có nếm được vị không? Trình Bác Diễn ăn hết cục nhỏ, sau đó dựa vào sofa cười cả nửa ngày. Có ngon không ấy à, khó nói quá, nhưng mà vị họ chắc có vị cháy. Đầu mế, Hàng Tây hồ lên một tiếng, cười không dừng được, cậu lấy một cục cắn một miếng, cười không rõ ràng. Đúng là có vị cháy thật. Em nói nghe cái này phải luôn khối, em vừa mới rời đi có một lúc nó cháy luôn. Em đi đâu thế? Em... Hàng Tây cầm một cục sô-cô-la, em đi nhìn anh ngủ đấy, đương nhiên cậu không dám nói, chỉ cười hai tiếng không nói gì. Cái đó là của tôi. Trình Bác Diễn chỉ sô-cô-la trên tay cậu. Em ăn cái khác đi. Hả? Hàng Tây cúi đầu thấy sô-cô-la hình trái tim trên tay, cậu bỗng có chút xấu hổ, không dám đặt về, lại không biết nói cái gì, nhìn cả nửa ngày mới nản ra được một câu chẳng đâu vào đâu. Tim của anh họ vậy, em ăn không phải là vừa lúc sao? Hả? Trình Bác Diễn ngây người. Anh muốn ăn hả? Anh muốn ăn cái này sao? Hàng Tây nhanh chóng gào cả cổ họng lên, sau đó nói câu đó đột ngột phát hiện có chỗ không thích hợp. Lập tức nhảy lên tại chỗ, phỏ tới trước mặt Trình Bác Diễn, giơ sô-cô-la lên, ngại ngùng tới mức đi đường cứng ngắc. Cho anh ăn đi, cho đó. Giọng Hàng Tây rõ to chấn động, Trình Bác Diễn làm anh không biết nên cười không. Tây đưa ra nhận sô-cô-la nhưng đang tiến hành nghi thức thiêng liêng, chuyển bó đuốc về đó, chỉ thiếu hết một cầu đốt cháy ngọn đuốc rực sáng ước mơ bay xa. Khi nào anh đi mua lá trà thế? Hàng Tây cầm ly trên bàn lên uống một ngụm trà, lại phi phi ngụm trà vào ly. Ôi chào, Trình Bác Diễn ngậm nửa sô-cô-la cũng bắt đắc dí thở dài một hơi. Xin lỗi, uống ngụm lớn quá. Được rồi, phun xong rồi. Em cố ý đúng không? Trình Bác Diễn nhìn ngầu. Không phải mà, thật đó, thực sự không phải cố ý đâu. Em chỉ thuận miệng thôi, anh pha trà thế này chắc chắn sẽ uống phải lá trà đó. Vậy tôi nên pha như thế nào? Trình Bác Diễn hỏi, và tri thức về trà của Hàng Tây vượt quá dự đoán ban đầu của anh. Anh hơi chờ mong câu trả lời của Hàng Tây về pha trà. Dùng ấm pha đó đại ca. Thế hả? Trình Bác Diễn nghe thấy câu trả lời đơn giản trực tiếp lại vô cùng có lý, thiếu chút nữa thì không hiểu gì. Suy nghĩ một chút rồi lại cười, cười một hồi lâu thì mới ngừng. Không phải hôm nay anh bị mệt tới ngu người rồi hả? Sao cười hoài về chứ? Rốt cuộc có gì đáng cười mà anh cười mãi như Di Lạc thế hả? Không, chỉ là thấy em nói rất có lý.
Chế xíu em thì mới đúng chứ, lấy ấm pha trà thì không đúng chỗ nào hả? Đúng, cực kỳ đúng nữa. Trình Bác Diễn sờ ngón cái với cậu, Hàng Tây lại chép mỉm một tiếng, uống một ngụm trà, lại phun mấy lần vào trong ly. Đặt cái ly xuống rồi ngồi lên rồi xuống ghế, chống khuỷu tay lên đùi nhìn Trình Bác Diễn. Rửa tay thưởng thức trà cô một chút. Hả? Trình Bác Diễn nhìn cậu cũng không kịp phản ứng. Tráng ấm rửa ly, lấy trà, tráng trà, ủ trà đầy nắp, xếp chén trà, hồi ấm, phân ấm. Hàng Tây nói liên tục, cuối cùng híp mắt lại, nâng cằm lên nhìn Trình Bác Diễn. Mỗi dạng đều phải nghiên cứu cái gì mà long mã nhập cung, xuân phong phủ điện, ngọc dịch hồi hú, phượng hoàng hay là khổng tước khấu đầu ba lần em cũng không nhớ rõ, nhưng muốn lừa anh thì không thành vấn đề. Trình Bác Diễn há to miệng không nói nên lời. Đừng cười. Hàng Tây lại chừng anh. Có phải em nói nghiêm túc thì anh muốn cười không? Không muốn cười. Trình Bác Diễn nhìn cậu rất chân thành. Lúc này tôi thực sự không muốn cười. Hàng Tây lại búng tay. Thật ra mấy cái này chú Bình đều nói lúc làm màu, em nghe từ nhỏ tới lớn thì cũng nhớ được đại khái thôi, đôi khi lấy ra để khoác lác chơi mà. Hàng Tây. Trình Bác Diễn đứng lên đến cạnh bàn, lấy cục sô-cô-la hình trái tim cuối cùng bỏ vào miệng. Mấy cái kỹ năng làm màu thế này có thể kiếm tiền, hơn nữa kiếm được rất nhiều, đương nhiên phải tinh thông trước tiên. Vậy chú Bình rất tinh thông hả? Hàng Tây nói một nửa thì ngừng lại, cũng đứng dậy nhìn Trình Bác Diễn. Chuyện kiếm tiền luôn là thứ có thể hấp dẫn cậu đầu tiên. Tôi kiếm tiền như thế nào? Tới lúc đó em đi với tôi thì biết, xem em có hứng thú không đã. Vâng. Hàng Tây đáp lại im mìm, dùng ngón tay gạt gạt mấy sụp cô la trên đĩa. Rất lâu sau mới bỏ vào miệng nói một câu. Anh có nuôi con trai cũng không cần nhọc lòng như thế đâu. Có con trai thật thì ném cho mẹ nó nuôi, tôi mới không quan tâm đến việc này thôi. Cảnh ba. Hàng Tây liếc anh một cái. Cũng may không có ai gả cho anh. Đúng thật, nguy hiểm quá. Trình Bác Diễn cười rồi thừa nhận. Hàng Tây cúm lời cùng anh, bỗng có cảm giác nhẹ nhõm không nói thành lời được. Cứ ăn uống trò chuyện đùa giỡn thế này vĩnh viễn dừng lại thì cũng không tốt. Không cần sầu muộn, không cần phải bất an, chuyện gì cũng có thể để sang một bên không cần nghĩ tới. Trình Bác Diễn tới trước mặt Hàng Tây. Hàng Tây nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau. Hàng Tây hơi ngạc nhiên, thế mà mình lại không rời ánh mắt sang nhìn Trình Bác Diễn đi. Trình Bác Diễn hơi ngừng lại trong giây lát, sau đó tới gần hơn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái. Hàng Tây ngẩn người, không hề động đậy cũng không tránh đi, chỉ yên lặng nhìn Trình Bác Diễn. Mãi tới khi Trình Bác Diễn bị cậu nhìn tới mức không chịu nổi mới khẽ hò một tiếng. Cậu thu lại ánh mắt của mình rời tới cục sô-cô-la bên cạnh. Có vị sữa, Trình Bác Diễn nói. Hả? Hàng Tây xoay mặt nhìn anh. Vì ấy là sô-cô-la sữa. Trình Bác Diễn nhón một cục tới bên miệng, suy nghĩ rồi lại bỏ xuống. Quả thực ăn không nổi nữa. Kết cục của việc giải ngân đó, anh là mà nổi tính trẻ con lên thì đúng là làm người ta kinh hoàng, lúc em 5 tuổi đã không còn thế nữa rồi. Vậy em bị trưởng thành ngược đời rồi đó. Ăn xong sô-cô-la nó chính xác là không hề ăn hết, lại còn lại mấy cục Trình Bác Diễn bỏ vào bình thủy tinh nhỏ rồi đẩy lại, nói là hôm sau đem tới bệnh viện ăn. Sau khi dọn dẹp xong, Trình Bác Diễn chở Hàng Tây về siêu thị. Sau khi vào tiệm ở, mỗi tối Hàng Tây đều phải tới siêu thị, giúp đồng nghiệp đóng cửa kiểm tra cửa nẻo cửa sổ gì đó. Tối ngủ có được không? Không hay là thức giấc chứ? Trình Bác Diễn hỏi. Ngủ được, có tiếng động thì đi xem, thuận tiện ra một vòng luôn. Giấc ngủ của em tốt lắm, lên giường là ngủ, nằm xuống cũng ngủ luôn ấy. Tốt hơn lúc anh phải trực ban nhiều lắm. Trình Bác Diễn gật đầu khởi động xe nhưng lại không lái đi. Hàng Tây chống tay lên cửa sổ. Trình Bác Diễn đã khởi động xe. Lẽ ra lúc này cậu phải lùi một bước nhưng cậu lại không động đậy. Cảm thấy nên trò chuyện thêm một lúc nữa nhưng lại không biết trò chuyện cái gì. Không muốn nói ra câu ngủ ngon. Tôi đi về đây. Lúc nào tôi đi mua lá trà thì sẽ gọi cho em. Được. Hàng Tây nhìn răng cười. Vậy, Trình Bác Diễn nghĩ ngợi một lúc thò tay ra bắt lấy cái tay đang chống trên cửa sổ,
nắm ngón trỏ của cậu kéo vào trong xe, sau đó cúi đầu hôn lên đầu ngón tay. Ngủ ngon nhé. Ngủ ngon. Lúc Hàng Tây lên tiếng, cảm thấy giọng mình có hơi phiêu phiêu. Nếu không phải đang chống cửa xe, đoán chừng chân cậu sẽ nhún ra mà quỳ rạp dưới cái quần thể thao của Trình Bác Diễn mất. Đứng ven đường thấy xe Trình Bác Diễn ra khỏi con đường này, Hàng Tây mới đầu óc mơ màng rẽ vào con đường về siêu thị. Hàng Tây, giúp tôi lau sàn với. Trưởng ca đêm chạy tới gấp gáp, hôm nay còn tôi bị sốt, tôi phải về nhanh. À được. Hàng Tây vội vàng gật đầu nhưng lòng lại kinh ngạc, vẫn luôn thấy trưởng ca nhìn cũng rất trẻ, thế mà đã có con rồi. Có điều nhìn người đúng là không thể nhìn mối bề ngoài. Trình Bác Diễn cũng lớn thế rồi, nhìn cũng không giống người có con trai. Không, Trình Bác Diễn vốn làm gì có con trai. Cùng với bà đi siêu thị kết tà lao gì đây chứ. Hàng Tây cũng giặt sạch cây lau nhà, khóa cửa kỹ càng, sau đó mới lau sàn trong tiệm chậm rãi. Trong đầu còn đang chiếu hai nụ hôn của Trình Bác Diễn đêm nay. So với trước đó, hai nụ hôn hôm nay phải nói là bé tẹo tẹo tẹo. Nhưng không biết vì sao cứ phải là hai nụ hôn hôm nay làm cậu vẫn luôn choáng váng. Không phải quá choáng, chỉ là choáng chiếu chiếu thôi, là cái kiểu choáng mà đi đường lảo đảo ấy. Lúc cậu lau nhà không cầm cái cán cày lau nhà đập lên kệ hàng, cái hàng này mới đưa vào ban ngày tống nhất còn nói là có hơi lung lay. Bảo Trường Hận gọi người tới đóng chắc lại, cậu còn chưa kịp la lên một tiếng, Bồ Tát ơi đừng mà, thì một đống đồ ăn vặt trên kệ rung lắc rồi rớt xuống. Hàng Tây ném cây lau nhà đi, kéo dài dòng thở dài hết sức. Tốt rồi, giờ cũng không choáng nữa, cũng không lao đảo nữa, tai thính mát tình, đổ mát lạnh, mảnh nhỏ, tỉnh táo đầu óc. Đậu. Hàng Tây nhíu mày lại, ngồi xuống nhặt từng bịch đồ ăn đã bị rớt xuống. Mấy thứ này trông rất giống nhau, còn có nhiều loại nhãn dán hiệu dính hết lại với nhau. Cả thủ nhỏ nhận chữ Hàng Tây đối chiếu cả buổi mới bỏ cái đống quả mơ này lên quả mơ kia lên kệ. Sau khi dọn dẹp xong tiệm, cậu tắm rửa về lại căn phòng nhỏ, bật tivi lên đổi một vòng cũng không thấy gì để xem, nói đúng hơn là không có tâm tình để coi. Hàng Tây nằm trên giường lăn qua lăn lại, lăn từ đầu giường tới cuối giường, lại lộn từ cuối giường lên đầu giường, từ đầu tới cuối không biết làm sao để mình an tĩnh lại. Hôm nay từ nhà Trình Bác Diễn đi ra, cảm giác của cậu không giống với bất cứ lần nào. Nhìn qua thì giống như không có gì phát sinh cả, nhưng lại xảy ra rất nhiều. Cái cảm giác à, tất cả đều khác rồi, cái gì cũng khác rồi, vô cùng rõ ràng. Nhưng phải nói ra là cái gì cậu lại không dám xác định. Chỉ biết là lúc Trình Bác Diễn nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cậu, cậu không hề sợ hãi, cũng không có xấu hổ, thậm chí không có ngại ngùng, chỉ là chân mềm nhún, muốn kéo tay khuỷu tay Trình Bác Diễn trượt xuống nằm sấp lên đất thì mới dễ chịu. Khi Trình Bác Diễn nhắn tin cho cậu, hai chân của Hàng Tây còn đang gác trên tường, ngửa đầu nằm ngang trên giường. Tôi nói em cái này, tin nhắn Trình Bác Diễn chỉ có 4 chữ. Hàng Tây còn đang ngửa đầu giơ điện thoại bấm rất lâu, định hồi âm một câu nói gì bây giờ. Sô-cô-la em làm. Em đừng giận, có được không? Sự thật khó ăn lắm, sữa cũng cháy đắng rồi. Hàng Tây đọc tin nhắn cười lên, ngửa đầu cười nửa ngày, xém nữa thì bị sặc nước miếng. Cậu trực tiếp gọi điện thoại qua. Anh nói thẳng cho em đi, nhắn thì làm gì chứ? Thì lời bình đản nhắn như thế sao tôi lỡ lòng nào nói trước mặt em được. Tôi vừa mới ăn thêm một cục nữa, xúc động quá chừng. Anh nói xem nếu không bị cháy có phải sẽ rất ngon không? Không đâu, dù không bị cháy em cũng sẽ có lối ở chỗ khác thôi. Hai ta quen nhau lâu thế, em còn chưa từng làm được món ngon ở đâu. Đây chính là vận mệnh đó. Hàng Tây cười tới ho khan. Không phải anh ăn gì cũng không có khẩu vị, cũng không có yêu cầu gì với đồ ăn sao? Thế nên ông trời mới kết đôi anh với một người nấu cơm còn làm phở nổi được đó. Ông trời lỡ kết đôi đó. Hàng Tây ngẩn ra, sau đó ho một trận mãnh liệt, nằm sấp trên giường cả buổi không nói gì. Hàng Tây, giọng Trình Bác Diễn vang lên. Em không sao chứ? Hàng Tây không dám lên tiếng, cũng ngại mở miệng. Em có ý kiến gì với ông trời hả? Có ý kiến đó, thì làm sao? Hàng Tây chép miệng một tiếng nhỏ giọng.
Có ý kiến thì em cứ nói. Trình bác Diễn nói vô cùng nghiêm túc. Ông trời sẽ không trách em đâu, cùng lắm là kéo đầu em vào cửa sổ xe đánh một trận. Hết tập 50.